Trước tình trạng hạn mặn diễn biến phức tạp ở Sóc Trăng, thời gian qua, các đơn vị quân đội đã có nhiều hoạt động hỗ trợ nhân dân như cấp nước ngọt, tặng bồn chứa nước. Ngay trong ngày hôm nay, đã có 200 mét khối nước ngọt được cung cấp cho nhân dân tại các xã, phường, thị trấn, khu vực biên giới biển của tỉnh Sóc Trăng. Sống ở khu vực thưa dân cư, lại chưa có nước máy, gia đình ông Bùi Bé Năm phải sử dụng nguồn nước mưa tích trữ từ nhiều tháng trước. Tuy nhiên, đã hơn 3 ngày nay, tất cả dụng cụ dự trữ nước của gia đình ông Năm đều đã không còn, cho dù ông đã rất tiết kiệm. Nước là nước mưa mà tắm dính ít không dám tắm nhiều, rồi rửa chén đồ thì rửa nước mặn. Nhờ mấy cháu rồi cho được nước thì đó ngay mình rất cảm ơn. Phải không? Mừng dữ lắm đó. Chứ khổ không chết luôn. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Sóc Trăng có trên 20.000 hộ dân nằm trong diện thiếu nước ngọt sinh hoạt cục bộ do ảnh hưởng của xâm nhập mặn. Trước tình hình này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tặng 350 bồn nước cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở các xã, phường, thị trấn, khu vực biên giới biển thuộc huyện Trần Đề, Cù Lao Dung và thị xã Vĩnh Châu. Mấy chú biên phòng cho được cái bồn nước mà bữa nay cho được nước rất là mừng vui vẻ. Cảm ơn Bộ đội Biên phòng. Để thực hiện cái sự chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, thì Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng cũng đã xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai cho các cơ quan, các đơn vị cơ sở, đặc biệt là quan tâm đến các cái hộ gia đình chính sách, gia đình khó khăn, rồi gia đình có công với cách mạng. Thì chúng tôi cũng đã phối hợp với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để lấy nước và kịp thời cấp cho các hộ dân đang thiếu nước trong sinh hoạt. Không chỉ cùng cả nước quằn mình chống dịch mà người dân miền Tây quê tôi còn đang gồng mình để chống hạn mặn. Hai cuộc chiến đều khó khăn và khốc liệt, nhưng chính trong cái khó khăn và khốc liệt ấy càng cho thấy tình cảm quân dân ngày càng thấm thiết và hình ảnh người bộ đội Cụ Hồ ngày càng thêm tỏa sáng, tạo chỗ dựa vững chắc để người dân miền Tây thêm rắn rỏi trước thiên nhiên đầy khắc nghiệt.